Nếu ai có dịp du lịch Bắc Giang, chắc hẳn không thể bỏ qua làng cổ Thổ Hà, xã Dân Hà, Việt Yên, Bắc Giang. Đây là ngôi làng nằm bên bờ sông Cầu, quanh năm nhộn nhịp thuyền bè đi lại. Bước chân vào làng, du khách dễ dàng cảm nhận cảnh vật quen thuộc của làng quê xưa với cây đa, giếng nước, sân đình và những nếp nhà cổ san sát, con ngõ bé dài huênh hút chỉ đủ một người đi. Cổng làng cổ Thổ Hà, xã Dân Hà, Việt Yên, Bắc Giang. Tuy vậy, ngôi làng này có điểm khá đặc biệt với các làng quê Bắc Bộ khác là hoàn toàn không có ruộng lúa. Bao đời nay, dân làng chủ yếu sinh sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp như sản xuất bánh đa nem, mì gạo, gốm, bánh đa dừng. Với điều kiện dễ dàng về bến sông, các vật phẩm của dân làng đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành lớn bé dài trong cả nước. Bên cạnh các làng gốm Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh và Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, Thổ Hà cũng từng là một trong các trung tâm làm gốm cổ đại nhất của người Việt. Nghề gốm ở đây sản xuất đặc sắc từ thế kỷ 14 cho đến trước năm 1960. Làng Thổ Hà nằm bên bờ sông Cầu. Dấu tích của nghề gốm còn sót lại là những bức tường xây bằng mảnh gốm dở, tiểu sành phế phẩm. Đặc điểm của các bức tường này là không dùng vôi dừa mà chỉ dùng bùn của sông Cầu để làm chất kết dính. Làm ăn, giao yêu đương với bên ngoài từ cách đây vài trăm năm, không khó hiểu khi Thổ Hà từng có nhiều yêu đương gia sở hữu gia sản bề thế. Hiện trong làng còn 15 ngôi nhà gỗ, tuổi đời từ 200-300 năm, chưa kể một số ngôi nhà mang kiến trúc Pháp xây đầu thế kỷ 20. Đó chính là minh chứng cho sự giàu có, trụ phú xưa kia. Trong số đó, có thể kể đến nhà cụ Trịnh Quang Dự và cung phi là cụ Trịnh Thị Cu. Đến nay, con cháu của cặp cung phi chồng này vẫn còn sinh sống ở làng. Bà Tuyết, cháu dâu cụ Trịnh Quang Dự. Bà Nguyễn Thị Tuyết 1960, cháu dâu cụ Trịnh Quang Dự chia sẻ, ông nội chồng tôi sinh năm 1900, làm chánh tổng, quản lý ba xã. Những năm đầu thế kỷ 20, gia đình cụ giàu nhất nhì làng Thổ Hà. Sự giàu có đó nhờ vào sự tháo giác, giỏi giang của hai cung phi chồng với nghề yêu đương nghiệp. Ban đầu, cụ bà buôn giải dốc và gạo, thuê tàu bè chở hàng về Hà Nội và các tỉnh dọc sông Cầu bán. Người ta mua từng đấu gạo để ăn, cụ mua cả kho để buôn. Khi khai mạc có vốn lớn, cung phi chồng cụ dự đầu tư xây một loạt lò gốm, thuê hàng chục nhân công về làm. Một trong ba căn nhà cụ dự thành lập. Tận dụng vị trí địa lý trên bến, dưới thuyền của làng, cụ dự kết nối với người chơi tên Lan Hải Dương, mở chi nhánh giới thiệu vật phẩm ở các tỉnh thành. Lượng gốm xuất ra lớn đến mức tàu thuyền cập bến, chở gốm cho cụ dự tấp nập suốt ngày đêm. Tôi được người lớn bên nhà chồng kể, đất Thổ Hà không phù hợp làm gốm nên các cụ mua đất sét từ làng Chóa Liên Phong, Bắc Ninh và Xuân Lai Bắc Ninh về. Mỗi lần mua, phải vận chuyển bằng thuyền. Loại đất sét này ít sạn, ít tạp chất, dễ tạo hình, bất biến khi nung. Các vật phẩm gốm Thổ Hà có màu nâu sẫm, màu da lương. Đặc biệt, gốm ở đây không dùng men mà nung ở nhiệt độ cao để vật phẩm tự chảy men ra. Gốm của Thổ Hà không bị mất màu do kỹ thuật đun tốt, bà Tuyết nói. Tiền làm ra đến đâu, cung phi chồng cụ dự tích góp mua đất. Thời điểm hương thịnh, hai cung phi chồng sở hữu cả 1.200 đất. Năm 1940, cung phi chồng cụ dự xây 3 căn nhà 2 tầng theo kiến trúc giao thoa văn hóa Pháp và Đông Dương trên mảnh đất hơn 200 mét vuông. Trải qua các giai đoạn thăng trầm, nhà vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị hư hại. Bà Tuyết chia sẻ thêm, bố chồng tôi là Trịnh Quang Mùi, con trai duy nhất của cụ dự. Bố chồng tôi sinh được 3 người con trai và 2 con gái. Chồng tôi là con trai thứ 2. Căn nhà gia đình tôi ở là một trong 3 căn nhà cụ dự xây. Gia đình bà Tuyết vẫn duy trì phong tục, tập quán của cha ông như một nét văn hóa đẹp, giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước. Người đàn bà này cũng cho hay, từ năm 1960 trở lại đây, làng Thổ Hà được biết đến với nghề làm bánh đa nem và mì gạo. Hàng năm, bà kém xuyên đón các đoàn khách Tây đến tham quan làng cổ, nấu cho họ các bữa cơm dân dã, trải nghiệm cuộc sống địa phương, làm bánh đa và mì.
ông Trịnh Quang Diệt chồng bà Tuyết tiếp lời Cung Phi, gia đình tôi cũng có xưởng sản xuất bánh đa nem, mì gạo nhưng quy mô bé dại, chủ yếu phục vụ khách du lịch. Mỗi tháng nhà tôi đón khoảng chục đoàn khách lớn, bé dại. Chia tay Cung Phi chồng bà Tuyết, chúng tôi gặp bà Hà, một người dân khác của Thổ Hà. Nhờ nghề làm bánh đa nem, dân làng có một cuộc sống ổn thỏa hơn. Tuy nhiên đây là công việc vất vả, đặc biệt là khâu phơi phóng sau khi sản xuất. Nắng thì không sao nhưng mưa thì người dân chạy nóng vội để thu gom bánh đa, mì đang phơi dở ngoài trời. Ông Trịnh Quang Liêm, phó làng Thổ Hà, tin với Việt Nam Net, tổng số cả làng có khoảng 1.000 khẩu. Trong đó, 70% là sản xuất bánh đa, còn lại là chạy chợ, làm bánh tẻ, buôn bánh đa, mì gạo đi các tỉnh. Mặc dù có nhiều nhà cổ lạnh trị cả về mặt văn hóa, lịch sử, chứa đựng nhiều tiềm năng du lịch nhưng đến nay, các hoạt động chỉ mang tính tự phát, chưa bài bản. Duy nhất nhà ông Trịnh Quang Diệt là hoạt động theo hướng du lịch cộng đồng. Về lâu dài, nhân dân Thổ Hà cũng như địa phương rất mong muốn nhà nước có chế độ nào đó giúp thúc đẩy mảng du lịch dịch vụ, cải thiện đời sống hải tế cho bà con.